Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, sáng nay đã đến kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 tại Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân và Lữ đoàn Phòng không 673, Quân đoàn 2. Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo các phương án sẵn sàng chiến đấu và kiểm tra thực tế tại Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn biểu dương đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu có chất lượng, sát tình hình nhiệm vụ, luyện tập thuần thục các phương án. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Trung đoàn cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Chuẩn bị tốt văn kiện, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Báo cáo với đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng, đại diện Lữ đoàn Phòng không 673, Quân đoàn 2 cho biết, thời gian qua Lữ đoàn đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các lực lượng, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu đơn vị cần tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, các sự kiện chính trị trên địa bàn. Những ngày nghỉ lễ này cũng là cao điểm thực hiện nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị quân đội. Với tinh thần nghiêm túc tập trung cảnh giác cao, các đơn vị đều duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực, luyện tập thuần thục mọi phương án, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ bình yên địa bàn để nhân dân an vui trong những ngày nghỉ lễ. Phóng sự được thực hiện tại các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5. Ngay từ trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 409 và tiểu đoàn trinh sát 32, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu, xử lý tình huống sát thực tế. Đấy là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm của công việc, vừa là nhiệm vụ tôi cũng như các đồng chí đồng đội trong đơn vị tôi là luôn đề cao, nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện và sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao. Duy trì nghiêm cái trực chỉ huy, trực ban, phân đội trực sẵn sàng chiến đấu, cũng như chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Không để bị động bất ngờ, do đó dịp lễ này, các đơn vị thuộc quân khu 5 đã chủ động xây dựng và triển khai chặt chẽ kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, đồng thời động viên, giáo dục, nâng cao trách nhiệm cho bộ đội. Hiện nay, từng đơn vị cũng phân công duy trì nghiêm các ca kíp trực đúng đủ quân số, bảo đảm 24/24 giờ. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm soát quân sự cũng tăng cường các chốt kiểm tra, luân phiên tuần tra lưu động, phối hợp cùng các lực lượng khác, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, an toàn giao thông và lễ tiết tác phong đối với quân nhân, phương tiện quân sự bên ngoài doanh trại. Đơn vị đã tổ chức hoạt động tuần tra kiểm soát quân sự để kiểm tra, chấn chỉnh, giúp đỡ mọi quân nhân, phương tiện tham gia giao thông, quân sự chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Đó, dựng lại xin được đó.